Hôm nay Vova cũng chia sẻ thêm, muốn chia sẻ thêm với các bạn về cái vấn đề mà ở trong cái hầm ấy, cái hầm trong Đà Nẵng, cái hầm chui. Tức là sáng nay thì có mấy anh bạn Đà Nẵng lại nhắn tin bảo là anh ơi, chắc là thằng Xuân Anh nó đang thấy cái hầm chui ngon quá rồi nó quyết. Và các chuyên gia già, các bác cựu cán bộ rồi dân thì người ta cũng phản đối ghê lắm, nhưng mà nó vẫn hô hào là nó xây cái hầm chui và nó đã đẩy lên đến 4.700 tỷ rồi. Vâng, không phải là 4.000 tỷ như hôm trước nữa đâu. Thế thế các anh chuyên gia, các anh cũng phản biện rồi, các bác ấy cũng nói nhiều, nhưng mà dường như là cái miếng nó béo quá, cho nên rằng là các con cháu của công tử Bạc Liêu nó không thể không ăn được. Đó, thì tôi muốn nên tôi chia sẻ với cái chủ đề mà nhìn ở cái góc nhìn của cái người mà quản lý nhà nước ấy, trong cái việc mà quản lý đồng tiền ấy, tiền vốn, tiền cái tiền ngân sách của nhân dân ấy. Thực ra thì những cái chuyện mà ở tỉnh này tỉnh kia người ta xây những cái cầu, xây những cái công trình nghìn tỷ, những cái bảo tàng hay là những cái tượng đài ấy, như kiểu Gia Lai làm cái tượng đài ngàn tỷ, ông Bình Định đang xin cái tượng đài 1.500, ông Sơn La xin cái tượng đài 1.400 tỷ chẳng hạn. Thế thì những cái trong trường hợp mà các tỉnh họ có tiền ấy, họ có tiền thu được từ các cái lợi, thu được từ những cái nguồn thu từ địa phương chẳng hạn, hoặc là những cái doanh nghiệp mà ở địa phương họ đóng góp, hoặc là tiền của tỉnh nó bỏ bỏ ra để xây ấy, thì không vấn đề gì, thì mình chẳng phải bàn, mặc kệ. Thậm chí là họ ngoài họ xây tượng đài, họ xây tượng đài, mang cả con chó, con ngựa, con mèo ra họ xây tượng đài thì mặc kệ họ. Đó. Thế nhưng mà đây là vì là đồng tiền, tiền của chúng ta, tiền của tôi đóng thuế, của các bạn đóng thuế, của chúng ta đóng thuế. Và chúng ta đã có một cái hệ thống bộ máy nhà nước ấy, để mà quản lý cái đồng thuế và xây dựng những cái điều luật mà để quản lý từng cái đồng thuế của dân. Đó. Thì chi tiêu vào những cái việc gì cần thiết. Thế thì chúng ta nhìn cái góc nhìn thông qua những cái dự án mà các cái tỉnh người ta vẽ ra, thì chúng ta nhìn xem cái tình trạng quản lý những cái đồng tiền thuế, tiền vốn của dân ấy, thì nó đang ở cái mức độ gì và nó đang diễn ra như thế nào, và cái mức độ mà chi tiêu, rồi cái mức độ mà bòn rút cái đồng tiền ngân khố ấy, nó có giảm đi theo năm tháng hay là nó tăng lên đó. Chắc là các bạn cũng xem gần đây, các bạn xem rất nhiều các cái bài viết và clip của các báo và cả đài truyền hình. Sáng nay tôi cũng chia sẻ cái clip của VTV, VTC, người ta quay quay về và các cái chuyên gia quy hoạch kiến trúc, bác Trần Sử ở trong quy hoạch viện của cái hội kiến trúc sư ở trong Quảng Nam, rồi một loạt các bác chuyên gia, các bác cựu cán bộ, rồi dân, người ta phản hồi và người ta phản biện về cái chuyện là xây Đà Nẵng hiện giờ đang Xuân Anh bí thư là đang quyết tâm xây một cái hầm chui đó, bằng mọi giá phải xây cái hầm chui chui qua sông Hàn đó. Cái trị giá là khoảng hiện giờ là khoảng dự toán ở vào khoảng 4.700 tỷ đó. Thế thì ở cái đoạn mà các anh ấy định xây một cái hầm chui qua ấy, thì nó đã có hai cây cầu rồi, cách nhau một cây số mà có hai cây cầu, cầu sông Hàn với cầu Thuận Phước gì đó đó, hai cây cầu. Thế mà bây giờ các anh xây tiếp một cái hầm chui đó. Thì hôm trước tôi cũng có nói một chỗ, ở trong một cái clip tôi đưa ra một cái ví dụ, ngay cái buổi họp lần thứ hai của Thành ủy Đà Nẵng họp với các giới chuyên gia và phản biện ấy, các chuyên gia và các bác đến phản biện cái chủ trương mà xây cái hầm chui này ấy. Thì tôi cũng nói, tôi đưa ra cái ví dụ là ở Hà Nội ấy, người ta vừa xây cái cầu Vĩnh Thịnh do Hàn Quốc vốn ODA Hàn và người Hàn Quốc, người ta xây cho chúng ta cái cầu Vĩnh Thịnh vượt sông Hồng dài nhất 5,5 km đó, nhưng mà chỉ có 137 triệu đô thôi. 137 triệu đô các bạn biết bao tiền không? Đó, nó chỉ khoảng 2.700 tỷ, 2.800 tỷ, mà nó dài 5,5 km, tức là nó dài bằng, có lẽ là phải bằng 5-6 cái cầu ở Đà Nẵng cộng lại đó. Đó các bạn xem, 5,5 km dài nhất, cầu vượt sông dài nhất Hà Nội, vượt sông Hồng. Thế thì Đà Nẵng ấy, thì cái cây cầu nó khoảng 1.000 mét, cầu sông Hàn, cầu quay thì nó dưới 1.000 mét, hình như là nó chưa đến 1.000 mét đâu,
Hôm trước có bạn nào nói 1370 mét là không đúng. Có một bạn nhắn cho tôi là cái cầu sông Hàn, cầu quay thì nó dưới 1000 mét. Đó. Thế thì bây giờ các bạn nhìn hình dung là họ đang tính xây một cái hầm chui chui qua sông Hàn với cái mức đầu tư 4.700 tỷ, và hầu hết cái số tiền này, phần lớn số tiền này họ đang đề nghị là xin trung ương, xin ở ngân sách trung ương, tức là xin ở trong cái tiền thuế của chúng ta đó, xin tiền thuế của dân đó, chứ không phải là tiền của Đà Nẵng, không phải là tiền của nguồn thu từ Đà Nẵng, không phải nguồn thu, không phải tiền từ cơ sở. Đấy mới là vấn đề. Vậy thì tôi muốn đưa ra đây để các bạn tranh luận, các bạn phản biện là xem là cái việc mà quốc gia chúng ta thì có những cái điều luật gì, điều luật nào để quản lý, phê duyệt những cái đồng tiền thuế của dân để chi vào những cái dự án mà do địa phương họ vẽ ra. Dự án này do địa phương vẽ mà. Thế ông này vẽ cái hầm chui 4.700 tỷ, thế ngày mai ông Quảng Bình cũng vẽ một cái hầm chui qua sông sông Danh chẳng hạn, khoảng chục ngàn tỷ thì làm nào, đúng không? Thế mấy ông Quảng Bình tại sao lại không vẽ cầu, không vẽ hầm chui cho dân đi? Lưu ý là ba cái cây cầu hiện giờ, hai cây cầu, cầu quay và cái cầu cầu Thuận Phước ấy, đi sang vượt sông sang bên kia là mới phục vụ cho 150.000 dân thôi. Và bây giờ các anh ấy định tiếp tục xây một cái hầm chui, thì đó, các chuyên gia và các cán bộ, cựu cán bộ của Đà Nẵng phản biện đó, nói là không nhất trí vì bỏ ra một số tiền quá lớn, thứ nhất là quá lớn để phục vụ một cái nhóm dân nhỏ rất ít đó, trong khi mật độ cầu ở trên sông sông Hàn là quá dày đặc cầu. Và hai nữa là cái việc mà cửa sông mà để xây một cái hầm chui, cái rủi ro về các cái vấn đề về biển, cửa biển sau này nó nhất như rất nhiều vấn đề mà khó có thể phải sửa chữa hay là khắc phục được, cái sự cố là nhiều vấn đề nữa đó. Thế thì các cái phản biện và tối ưu về vấn đề kỹ thuật và vấn đề kinh tế thì chắc các bạn cũng thừa biết rồi. Cái hầm chui này, nếu là tôi là người cần một cây cầu để sử dụng và để giải quyết vấn đề giao thông, một bài toán giao thông cho hơn 100.000 dân ở bên phía bên kia, thì tôi chỉ cần đúng có một cây cầu thôi, một cây cầu đơn giản thôi. Đó, một cây cầu như là cái cầu Vĩnh Thịnh Hà Nội đấy, hay cầu Vĩnh Tuy đó, 5.500 mét, cái cầu Vĩnh Thịnh 5,5 km mà giá có 137 triệu đô. Thế thì cây cầu sông Hàn 1.000 mét. Đấy, bạn nào vừa nói tôi biết, bạn Thanh Nguyễn này, cầu xoay Đà Nẵng kết cấu bê tông cốt thép dài 487,7 mét, rộng 12,9. Ok, cảm ơn bạn. Đó. Thì cây cầu mà có 500 mét, 500 mét vượt sông Hàn, cứ cho là 600 mét đi. Đó. 600 mét thì chưa bằng 15% của cái cầu Vĩnh Thịnh vượt sông Hồng. 15% tôi cứ cho là bằng 1 phần 3 đi. 1 phần 3 cây cầu Vĩnh Thịnh đi. Thì với cái số tiền mà 1 phần 3 của 137 triệu đô chia cho 3, thì các bạn biết là cây cầu, để làm cây cầu qua Đà Nẵng to bằng cầu Vĩnh Thịnh, 4 làn xe bê tông giữ ứng lực công nghệ mới Hàn Quốc thi công, thì là bao tiền, các bạn biết bao tiền không? 1 phần 3 cứ cho là 50 triệu đô, hơn 100 tỷ, hơn 1.000 tỷ cho bao nhiêu, đúng không? Một cây cầu mà 4 làn xe hiện đại bê tông giữ ứng lực bây giờ, xây thời điểm bây giờ vượt sông Hàn thì nó cũng chỉ hơn 1.000 tỷ. Đây các anh ấy vẽ ra cái hầm chui mà 4.700 tỷ, và đây mới là dự toán, chưa kể những cái phát sinh và những quá trình mà các anh ấy thổi giá lên nữa. Đấy, đó đó là vấn đề kỹ thuật và vấn đề kinh tế. Thế còn tôi quay lại vấn đề mà quản lý nhà nước ấy, thì những cái đồng tiền các anh ấy đang xin ấy, phía Đà Nẵng ấy, đang đề xuất là xin tiền trung ương để xây hầm chui, đúng không? Trong đó có tiền của chúng tôi, tiền của các bạn. Thì cái cơ chế nào, luật nào để chính phủ để có thể phê duyệt, quốc hội phê duyệt, chính phủ phê duyệt những cái đồng tiền đó cho Đà Nẵng để xây cái hầm chui 4.700 tỷ. Thế tôi hỏi các vị như vậy, đúng không? Về phương diện pháp luật, các luật sư các anh có góc nhìn, có quy định đó. Những ông chuyên gia về kinh tế thì các ông biết thừa là những cái cơ chế để duyệt đó là ở đâu, điều khoản nào, quy định ở đâu, tại sao lại cứ để các tỉnh, các địa phương là vẽ ra cái dự án nghìn tỷ xong rồi là xin trung ương đó. Và trong thời điểm hiện nay thì các bạn biết
tiền trung ương là đang tiền ngân sách quốc gia là đang rỗng tuếch và chúng ta là đang nợ đầm nợ đìa, chúng ta đang trở thành một cái bang, gọi là cường quốc về cái bang, tức là đi vay nợ, đi vay từ đầu năm là 40-50 tỷ đô và vay về để trả lãi, vay về để trả nợ. Tuần trước các bạn biết trả nợ, báo chí cho biết trả nợ hơn 7 tỷ đô, đi vay tiếp về để trả, vay tiếp để trả nợ, trả lãi, và đi vay về để chi tiêu. Thế thì bây giờ các anh căn cứ vào cái gì để các anh phê duyệt cho Đà Nẵng 4.700 tỷ để các anh xây cái hầm chui được, theo cái đề xuất của ông Xuân Anh, bí thư Đà Nẵng. Đấy, tôi hỏi đó, tôi muốn chia sẻ với các bạn và để các bạn tìm ra cái câu hỏi ai là người quản lý quốc gia, ai quốc hội là bộ phận nào của quốc hội, bộ phận nào của chính phủ đang quản lý những cái chuyện đó, quản lý phê duyệt những cái đồng tiền thuế của chúng ta đang mồ hôi nước mắt của dân nhân dân ở khắp nơi đó. Thì ai là người duyệt? Còn nếu là tiền của Đà Nẵng ấy, Đà Nẵng thu được từ buôn bán, từ cảng biển, từ kinh doanh du lịch, thì Đà Nẵng xây việc đó hoàn toàn là do phía Đà Nẵng. Nhưng mà nó cũng phải có luật chứ, ông phải có luật rõ ràng minh bạch chứ, ông phải rõ cơ chế là cái gì. Thành phố của ông là thu được tiền đó, như là Thành phố Hồ Chí Minh đó, họ lên tiếng là về cái chuyện là họ là cái thành phố mà thu về và nộp vào ngân sách nhà nước rất lớn đấy, nhưng họ chi, họ không được chi, tự ý chi đó, Thành phố Hồ Chí Minh đó, cách đây mấy tuần các bạn đọc báo các bạn biết, họ nói rằng là họ nộp vào nhà nước rất là nhiều và họ không được chi giống như Hà Nội đó. Họ cũng đòi hỏi những cái quyền rất là minh bạch và rất rõ ràng. Vậy thì ông Đà Nẵng này đã nộp vào ngân sách nhà nước bằng ông Thành phố Hồ Chí Minh chưa? Ông nộp vào bằng Hà Nội chưa mà ông thì bây giờ ông chỉ ngồi ông xin tiền để ông xây hầm chui, rồi ông vẽ ra đủ các kiểu. Ông vẽ ra dự án 4.700 tỷ. Đó. Thế ông dựa vào cơ chế, dựa vào cái điều luật nào? Và phía nhà nước, phía chính phủ của anh Phúc ấy, anh quản lý những cái địa phương này, vẽ dự án này theo cái cơ chế nào? Theo cái luật nào? Theo quy định nào? Và phía quốc hội đang quản lý tiền thay mặt của nhân dân, thay mặt nhân dân chúng ta, quản lý phía chính phủ, giám sát chính phủ, quản lý các địa phương, các tỉnh địa phương, hay là bây giờ các địa phương các ông ấy thành lập các sứ quân, loạn sứ quân, các ông ấy tự ý thích vẽ gì thì vẽ, và các ông ấy gần như là các ông ấy lại dọa nạt được cả chính phủ, hay là các ông ấy đã cài cắm cái gì đó để các ông ấy chính phủ bị mắc lỡm, các ông ấy anh Phúc hay là các anh ở chính phủ ấy, các bộ ngành ấy, anh bị Đà Nẵng rồi bị các địa phương nó bẫy, nó bẫy các anh rồi, và các anh bây giờ không há miệng ra được, không dám quản lý, không dám siết chúng nó theo những cái luật lệ của quốc gia, để mặc cho chúng nó thích vẽ gì thì vẽ và thích xin bao nhiêu tiền ngân khố là xin. Đấy, tôi hỏi các anh như vậy đó. Đó, tại sao lại tồn tại những cái cơ chế như vậy, cơ chế gì mà từ quốc hội đến chính phủ không ai quản lý, không quản lý các địa phương, tự vẽ dự án, thích làm gì thì làm, giống như là tiêu tiền như kiểu công tử Bạc Liêu. Đó. Thì đây là cái câu hỏi mà tôi dành cho các giới, các bác chuyên gia kinh tế, cố vấn cho chính phủ. Đó. Từ các luật sư, chúng ta phải tồn tại một cái xây dựng và một cái nền tảng pháp luật, nó phải có những cái chuẩn mực. Chuẩn mực là tiêu tiền. Thế thì tôi hỏi các anh, ngày mai Đà Nẵng xây hầm, vẽ ra 4.700 tỷ xây hầm, thì ông Bình Định kìa, ông vẽ xây tượng đài này, ông vẽ xây hầm xây cầu này, cầu to này. Thế chứ khi ở Quảng Bình ấy, tôi đi Quảng Bình nhiều lắm, Quảng Bình dân đi qua sông Danh ấy, mấy chục ngàn dân nhá, không có một cây cầu mà chỉ có cây cầu Danh thôi, còn đi qua cái sông, cái quốc lộ 1 thôi, còn phía trong đi vào từ Ba Đồn đi vào, đi ngược lên sông Danh, ôi trời ơi, đi các cồn, dân sống ở cồn đến mấy chục ngàn người, chẳng có cây cầu phao. Thế thì mấy ông Bình Định này không biết vẽ dự án à, mấy ông Quảng Bình không biết vẽ dự án à, kém quá. Mấy ông Quảng Bình thì sao lại thua Xuân Anh Đà Nẵng à? Đó. Thế thì đó, cơ chế nó thì như nào? Thế mấy các bác ở Quảng Ninh ấy, mấy ông Quảng Ninh ở các huyện mà để các trẻ em neo dây với cả đu tư bóng ấy, bọc chui tư bóng qua sông ấy, thì không có cầu thì không biết vẽ dự án, không biết vẽ cầu à? Thế chứng tỏ là canh kém. Đúng không? Đó. Nó không có một cái cơ chế luật pháp, không có một cái nền tảng hay là một cái quy định ấy, nó rõ ràng và nó chuẩn mực. Cho nên rằng là
mạnh anh nào anh ấy vẽ dự án, anh ấy xây xây bừa ra, trong khi chỗ của anh ấy cây một vài cây số mà có 5-6 cây cầu, trong khi ở vùng dân cư khác đông gấp nhiều lần thì lại không có cây cầu nào đi. Thế thì quản lý quốc gia chúng ta đang giao vào giao cho cái người nào quản lý, và cái sự công bằng và sự minh bạch tương đối thôi nó ở đâu? Đó, đó là về phương diện mà quản lý xã hội và quản lý đất nước. Thế còn chuyện tiền bạc ấy, một đồng tiền thuế của dân đóng vào thì đều phải có những cái cơ sở, những cái luật pháp và những quy định chi tiêu. Thế còn bây giờ cứ các anh giao cho các anh quản lý của anh như thế thì mấy thì thử hỏi là cái túi ngân khố của chúng ta thì nó không vỡ mới là lạ, và nó không vỡ thủng toang ra thì mới là lạ. Đó, thì ngay bây giờ tôi nghĩ là ngay bây giờ phía chính phủ ngay ngày hôm nay, ngay khi ông Đà Nẵng ngày hôm qua ông ấy họp, ông ấy hô hào là ông Xuân Anh ông họp là ông bảo hô hào là hãy để nhân dân rồi là các nhà khoa học rồi các đơn vị phản biện là để cho ông ấy quyết định và ông ấy chịu trách nhiệm. Thế tôi tự hỏi là ông ấy chịu trách nhiệm cái gì? Ông chịu trách nhiệm về cái phương diện gì? Ông ấy có bao nhiêu tiền để ông ấy cá cược, ông cá độ vào cái việc mà xây cái hầm chui đó? Ngày mai cái hầm chui nó sự cố động đất hay là những cái sự cố rồi vấn đề trong tương lai thì ông ấy ở đâu? Hay là ông ấy đang chu du bên Mỹ, hay là ông cũng đi chữa bệnh mất rồi? Đấy, ông nhìn các ông Bộ Công Thương rồi mấy ông mấy nghìn tỷ, mỗi ông mấy nghìn tỷ đó chạy đấy, 3-4 ông chạy đó, thì bây giờ chịu trách nhiệm thế nào? Chịu trách nhiệm thế nào với những cái món nợ khổng lồ, những cái đống tiền của ngân sách đã bị phá hoại và bị thất thoát? Tôi hỏi ông như thế, ông vỗ ngực, ông là chịu trách nhiệm. Bây giờ ông bỏ tiền ra đi, ông bỏ tiền trong xây cầu đi, xây hầm đi, thế thì ông tự chịu trách nhiệm đi. Ok, tôi ủng hộ ông ngay. Ông xây hầm hay ông xây cầu bằng rồng bằng phượng hay là ông xây bằng dát vàng cũng ok, mà tôi ủng hộ ông ngay đó. Chứ còn ông thì cứ đi xin tiền của bọn tôi, ông thì trình ông vẽ dự án rồi ông lấy tiền của bọn tôi, lấy tiền của nhân dân của bọn tôi, làm sao mà này dễ dàng như thế, làm sao đơn giản, ai mà nghe được? Trong khi các nhà khoa học, các chuyên gia về quy hoạch, rồi cán bộ, kể cả cán bộ và kể cả nhân dân, người ta phản đối rầm rầm ấy. Đó, anh ông xem các cái kênh, các clip trên truyền hình đó, VTC sáng này tôi vừa chia sẻ đó. Đó, thế thì ông chịu trách nhiệm ở đâu? Và ông là cái gì? Ông Xuân Anh, tôi hỏi ông Xuân Anh, ông là đại diện cho ai? Mà ông một mình ông một ý, còn các nhà khoa học và nhân dân là các ông bỏ ngoài tai. Đó, các chuyên gia là các ông phản biện là ông bỏ ngoài tai hết. Thế thì ông là ai? Hay là ông là vua con? Ông vua con Đà Nẵng thì ông bỏ tiền của ông ra mà xây chứ, ông lấy tiền của tôi sao đi vay và tiền xin tiền của tôi, xin tiền nhân dân, xin tiền các tỉnh khác. Con người ta phải có liêm sỉ chứ, đúng không? Cũng cùng cái lực lớn rồi, có phải ít tuổi đâu, 4x cũng lứa 7x cả đấy chứ. Thế thì đấy, tôi muốn nói cái chuyện này để anh Phúc, Thủ tướng và phía Quốc hội, bộ phận quản lý tài chính của Quốc hội phải vào cuộc ngay và phải xem lại cái Đà Nẵng này hiện giờ nó đang loạn đến mức nào. Các ông ấy đang muốn làm cái gì? Cái Đà Nẵng này, các ông ấy đang muốn trở thành một cái vương quốc gì, hay là có thằng nào, tàu nào đang đứng đằng sau để nó giật dây, để nó đốt phá tiền ngân sách. Đó, xong nó bảo kê cho cái ông Cảnh Xuân Anh này. Thì tôi muốn chia sẻ cùng các bạn cái góc nhìn của những người mà giám sát những cái đồng thuế, tiền thuế của dân ấy, giám sát những cái tiền ngân khố ấy. Đó, chúng ta phải lên tiếng chứ. Tiền của chúng ta đóng thuế không phải là cái chuyện lá tre ra ngoài đường nhặt được, đâu phải dễ dàng như vậy được. Tiền của chúng ta, hàng ngày chúng ta đi uống một cốc nước trà đá lãng phải thuế, chúng ta nhấn nút bồn vệ sinh này là thuế. Tiền của chúng ta, đúng không? Con chúng ta đi học, mua một cái mũ, mua quyển sách là thuế. Một lít xăng chúng ta chạy ngoài đường là tiền thuế, tiền ở đó trở thành một cái túi ngân khố. Và cái ngân khố đó chúng ta giao cho Quốc hội quản lý, đại diện cho chúng ta. Chính phủ quản lý, chính phủ thuê, Quốc hội thuê chính phủ để quản lý. Vì tại sao lại để cho mấy thằng ở các tỉnh, các địa phương mà nó lại tự ý vẽ dự án để nó lấy tiền của chúng ta? Đúng không? Thế ngày mai một ông ở tận xó rừng nào đó, một ông ở cái góc nào đó cũng vẽ ra một cái dự án, ở đây là vẽ dự án này, rất đẹp, rất hay này. Đó, và cũng xin tiền trung ương, xin tiền của chúng ta. Thế thì làm nào? Để hỗn loạn, như thế gọi là vô chính phủ. Loạn là nghìn sứ quân à? Không được. Trời ơi, anh Phúc phải xem lại đi. Anh Phúc phải xem lại. Không được đâu. Phải xem lại khẩn trương. Stop, thổi còi ngay ông Cảnh Xuân Anh này lại. Ông là Cảnh này là có bệnh rồi, có bệnh hoang tưởng rồi. Cảnh Xuân Anh này có bệnh là bệnh vua rồi. Nó tưởng nó là làm vua ở trong Đà Nẵng đấy.
anh Phúc phải xem lại đi nhá. Thế thì đó, những cái đó, đó là một trong những cái phần mà chúng tôi đã từng nói về cái chuyện là nguy cơ vỡ nợ quốc gia và các cái phương án mà có thể là khẩn cấp để cứu được đó, cứu được cái ngân sách quốc gia. Thì những cái chuyện mà chặn đứng những cái dự án mà vẽ vời linh tinh đó của mấy cái ông vua con và những cái công tử bạc liêu ở các tỉnh ấy, thì nó là một trong những cái đầu việc phải làm ngay để cứu cứu cái ngân sách này không bị khủng hoảng, không bị vỡ toang ra và không bị sập tiệm ngay ngày mai, ngay hôm nay hoặc ngày mai đó. Thì tôi đề nghị tôi có những cái chia sẻ để cũng mong muốn là các anh em báo chí và những cái người phản biện ở tại Đà Nẵng ấy, anh em báo chí và những cái giới làm quy hoạch kiến trúc và những anh em đồng nghiệp của chúng tôi lên tiếng. Chúng ta làm trong nhất là trong cái thời điểm khó khăn này, đất nước đang rất khó khăn, chúng ta cần có ý thức hơn lúc nào hết. Bất kể làm cái dự án gì vốn ngân sách, chúng ta đều phải có suy nghĩ và chúng ta phải giữ được cái danh dự đó. Còn các anh có tiền riêng của các anh, tiền các anh ở đâu gửi về cho các anh, tiền nước ngoài, tiền đâu đó rửa tiền thì tùy các anh thích làm gì làm. Nhưng đã là đồng tiền ngân khố, đã là tiền của nhân dân, của chúng ta, của tôi và các bạn đóng thuế vào, thì một đồng tiền trước khi được chi tiêu hay được làm cái gì đó đều phải tính toán thật kỹ, chứ không phải là tiền chua. Đó, thì tôi lên tiếng cái chuyện này và cũng rất là mong là các anh chị báo chí vào cuộc thật mạnh, và các cái nhà phản biện, các chuyên gia kinh tế và các ông cố vấn cho chính phủ, cố vấn cho quốc hội, các bộ phận quản lý liên quan tài chính thì các anh phải lên tiếng, vì tất cả những cái sản phẩm mà được xây dựng trong những cái thời điểm như thế này, nếu nó bị liệt vào những dạng công trình phá hoại quốc gia, phá hoại đất nước ấy, thì các anh ấy là những người liên can, những anh chính phủ và những anh quốc hội liên can đến ấy sẽ bị ghi vào lịch sử. Và nó còn sau này nó còn ghi vào lâu, nó không, các anh kể cả anh chết rồi người ta vẫn đọc tên các anh ra. Cái loại như Xuân Anh thì không nói đó. Trong khi mà các giới phản biện, các nhà quản trị rồi những ông quy hoạch, người ta phản biện rầm, dân người ta phản đối rầm, vẫn cứ cắm mặt vào để mà cố tình vẽ ra một cái dự án để chi tiêu ấy, thì sớm muộn cũng bị bóc, bị lột mặt lạ thôi, bị lột mặt ra và bị ghi vào lịch sử, không thể thoát được đâu. Nếu có tôi nghĩ là ăn thì con người ta sống cũng chỉ một lần thôi, và ăn cũng chỉ thế thôi, ăn cũng chỉ ăn thế thôi. Nhưng mà cái nhục nhã ấy, và cái liêm sỉ ấy, sẽ bị người đời, người và người ta, cả xã hội người ta nguyền rủa lâu dài lắm đó. Tôi khuyên các ông là như thế, khuyên ông Xuân Anh là như thế nhá. Đó, thì tôi có một cái chia sẻ đấy, buổi trưa chia sẻ cùng anh em các cái đồng nghiệp và giới xây dựng, rồi giới kiến trúc, rồi những cái người phản biện, những cái người mà giám sát, những cái người giám sát xã hội, phản biện xã hội đó, quản lý và liên quan đến những cái mảng luật pháp, rồi là quản lý nhà nước. Thế thì chia sẻ cùng các bạn để chúng ta cố gắng làm những cái gì đó đều có cái sự phản biện đó, nó trở thành một cái thói quen và nó giúp ích cho đất nước. Những cái phản biện nó giúp ích để tối ưu mà, nó không thể là để một cá nhân nào có thể là mượn danh cái này, mượn danh cái kia mà có thể phá hoại nền kinh tế quốc gia, và thò tay vào túi ngân khố tự lấy tiền ra, tiền thuế của chúng ta đóng vào, hàng mấy triệu, mấy chục triệu người dân đóng thuế, để cho những cái kẻ vô liêm sỉ như vậy thò tay và tiêu tiền, và thích vẽ cái gì thì vẽ được đó. Chúng ta phải lên tiếng mạnh vào. Vâng, cảm ơn cái sự theo dõi và chia sẻ của các bạn, và tôi sẽ quay trở lại trong những cái chủ đề tương tự như vậy. Vâng, xin chào các bạn.